Nên chúng ta sẽ làm tiếp cái buổi hôm trước. Chúng ta sẽ làm thêm một số các bài tập dạng giải toán, trong đó cả những cái bài liên quan đến vẽ hình. Tất cả những bài vẽ hình đều nằm trong cái nhóm là nhóm cái bài là giải toán hết. Chung là cần tư duy môn toán để giải cái bài toán đó. Được chưa? Nhưng mà chúng ta vẫn là hôm nay chúng ta cái buổi hôm nay là buổi học vẫn là tiếp tục cái phần là ôn luyện hay là học các cái giải các cái bài toán nhé. Bài toán mà nó có dạng là giải toán nhé. Chúng ta cùng nhau làm xong bài tập nhé. Thì cái bài tập đầu tiên tôi muốn chúng ta cùng nhau giải một số cái bài tập mà đơn giản trước, tức là không phải đơn giản mà cũng vào loại không nó không quá khó. Còn nếu mà chúng ta muốn giải cái bài toán khó thì nó mất thời gian lắm, thì có khi là khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thì mới có thể giải được một bài toán khó. Bây giờ chúng ta giải các bài toán vào loại trung bình đã nhé, hoặc là dễ hoặc là trung bình trước. Sau đó tôi sẽ có những cái buổi riêng để mà trình bày hẳn một cái buổi 2-3 tiếng để mà giải một cái bài toán khó trong các kỳ thi, ví dụ như các cái đề trong kỳ thi tin học trẻ. Trong cái đề thi tin học trẻ toàn quốc ấy, nói chung là không phải là nó chỉ có vài bài đề khó thôi, còn nói chung là đa số là nó dễ cả, mà cũng là đề mà nó là hay. Chúng ta cùng nhau làm một số bài tập nhé. Thì bài tập đầu tiên tôi muốn làm là như này. Bài 1 là cái bài như sau, là nhập vào và cho trước một số tự nhiên n nhé. Bây giờ viết bên chương trình để kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không, thông báo là có hay là không nhé. Viết chương trình để kiểm tra và thông báo n có phải là nguyên tố hay không, có phải là số nguyên tố hay không nhé, hay không. Như vậy là input của chúng ta là gì? Input của chúng ta là cái số n, còn output thì là hoặc là chữ có nếu n là nguyên tố, hoặc là không nếu n không là nguyên tố nhé. Không, có hai chữ có là không. Thì cái bài tập này cũng đơn giản thôi, nhưng bài này rất quan trọng vì rất nhiều cái bài tập mà liên quan đến nguyên tố đều phải học, đều phải dùng bài này hết. Cái bài này là cái bài rất quan trọng nhé. Tôi sẽ giải cẩn thận để chúng ta cùng quan sát. Tức là gì? Chúng ta phải nhớ lại cái khái niệm là số lập số nguyên tố. Như vậy là ở trong toán học thì số nguyên tố là cái gì? Số nguyên tố là cái gì? Là gì nhé? Thì cái số n nhé, số n được gọi là số nguyên tố khi là một là n là phải lớn hơn một, và điều thứ hai là n chỉ có đúng một ước số thực sự. Thế nào là ước số thực sự? Ước số thực sự của một số n là cái ước số mà nhỏ hơn n, là cái ước số mà nhỏ hơn n. Được, thế đây là định nghĩa nhé. Đây là định nghĩa. Tôi lấy ví dụ như này. Như vậy chúng ta thấy định nghĩa là như sau này. N bằng 1 thì không là số nguyên tố nhé, không. Vì theo định nghĩa nó phải lớn 1, không là không nhé. Với n bằng 2, đúng, có. Vì 2 chỉ có một ước số thực sự là 1 thôi. Số 3, n bằng 3, có. N bằng 4, không. Vì là 4 có hai ước số thực sự là 1 và 2, đúng không nào? 1 và 2 là ước của 4 cả. 4 chia cho 2. N bằng 5, có. N bằng 6, không. Vâng. Được chưa? Như vậy là đầu bài của chúng ta là phải tìm, phải là
thì là phải biết được rằng là kiểm tra xem được bảng xung quanh tôi không, để chúng ta làm như sau, rất đơn giản nghe thôi. Chúng ta chỉ cần tìm ra một cái tìm ra một cái ước số thực sự của n khác 1, nếu nó có thì suy ra là n là không là nguyên tố, còn nó không tìm được thì n là nguyên tố. Thì cái làm như sau nhé, chúng ta sẽ thiết lập một cái hàm hay là một cái thủ tục có tên là như này, có tên là đây, chúng ta làm thủ tục có tên là prime là nguyên tố nhé, n nhé. Đấy. Thì cái hàm này nó kiểm tra n nguyên tố và kết quả nó trả lại kết quả trả về cái biến có tên là KQ nhé. KQ mà bằng 1 ấy thì là nguyên tố. KQ bằng 0 thì là không là nguyên tố. Được chưa? Thì bạn này có rất nhiều cách làm, nhưng mà tôi sẽ đưa ra lên một lời giải sẽ rất đơn giản mà chúng ta sẽ nhớ để chúng ta làm nhé. Đây, thì cái làm như sau, tôi viết bằng mã giả. Kết quả đưa về là một cái biến là KQ cho trước nhé. Thì đây tôi làm như sau nhé, tôi viết cái mã giả như sau này. Chúng ta viết cái một thuộc có tên là prime đầu vào là n nhé, đầu vào là n. Đấy. Thì chúng ta làm như sau này. Kiểm tra nhé. Như vậy là với n bằng theo định nghĩa chúng ta thì bắt buộc n là phải lớn hơn bằng 2 lớn 1 ấy. Thì ta kiểm tra luôn, nhưng mà if mà n mà nhỏ hơn 2 thì lập tức là chúng ta đặt là gì? Đặt là KQ bằng gì? Cả KQ bằng 0 thì định nghĩa nó không là nguyên tố. Đặt luôn nhé, if n nhỏ hơn 2 đặt KQ bằng 0. Bị ngược lại else ở chỗ này else. Đấy. Else đây là gì? L ở đây chính là cái thể là với nếu n mà lớn hơn bằng 2 đấy. Đấy. Thì chúng ta làm như sau nhé. Đấy. Tôi làm như này, chúng ta kiểm tra lần lượt kiểm tra từ 2 trở lên. 1 chúng ta không tính 1 vì 1 luôn là ước số của n. Chúng ta kiểm tra từ 2 trở lên. Nếu mà từ 2 trở lên mà nhỏ hơn n mà là nguyên tố, mà là ước của n thì suy ra n là không là nguyên tố. Tức là như sau, chúng ta đặt một cái biến là k đặt bằng 2. Được chưa? Sau đó chúng ta như sau, chúng ta mà repeat từ 2 đến n-1 thôi nhé. Vậy repeat thì repeat là n-2 lần. Đấy. Bỏ qua chạy từ 2 đến n-1 nó là n-2 lần thôi. Chúng ta kiểm tra luôn, chúng ta kiểm tra nhé. If mà n chia cho k, nhưng mà n mà mod k bằng 0. Đấy, ở đây tức là nếu mà k là ước của n thì lập tức chúng ta đặt KQ bằng 0. KQ bằng 0. Sau chúng ta đây chúng ta tăng k lên một đơn vị, k bằng k cộng 1 và lặp như vậy. Chỗ này là gì? Lặp chỗ như này là làm là n trừ 2 lần. Đấy. Và cuối cùng khi qua hết đây mà không còn có thì chúng ta đặt cuối cùng, chúng ta đặt ở đây là ở chỗ này đặt ở đây là KQ bằng 1. Không, từ từ nhé. Chúng ta làm như sau. Ở đây chúng ta đặt ngay chỗ này này, ở chỗ này này chúng ta đặt đây, chúng ta là KQ bằng 1. Đây, đây. KQ bằng 1. Đấy. Thì kiểm tra nếu mà KQ bằng 0 thì dừng lại luôn. Đấy. Thì đây chính là cái thuật toán. Nhớ tôi viết lại cho bạn xem nhé. Cái chỗ này là chỗ KQ bằng 1 phải đều vào đây, đều vào dưới cái này kìa nhé. Để tôi một chút. Thì tôi viết lại chỗ này cho đẹp thôi. Đấy. Bây giờ như này nhé. Bây giờ như này. Chúng ta đặt là gì? Đặt là KQ. Đây, chỗ đây này. KQ bằng 1. Đấy. Thì đây chính là cái đoạn chương trình đó nhé. Đấy. Lệnh 1 này. Lệnh 2 này. Lệnh 3 này. Lệnh 4 này. Lệnh 5 này. Lệnh 6 này, lệnh 7 này, lệnh 8 này, lệnh 9 này. Đấy.
Ở đây cho thấy là đây là chúng ta đây chúng ta lặp ở đây là lặp chỗ này lặp n là n trừ 2 lần chúng ta có thể giảm bớt được. Thậm chí đấy có thể giảm bớt được nữa. Nhưng mà cái này chúng ta sao? Chúng ta có thể cho nó giảm bớt nếu một trường hợp gặp mà k chia cho hết n chia cho k ta dừng lại luôn. Thì chúng ta có thể chúng ta làm nhanh hơn chỗ này tí nhé, chỗ này chúng ta có thể sửa một chút. Sửa lại như sau nó nhanh hơn này. Đấy. Sửa lại như sau nhé là repeat until khi nào dừng lại. Until khi nào mà chỗ này này until khi mà k bằng n o hoặc là kq bằng 0 thì cũng dừng lại. Thì ta vẫn là để lại bên đây lại được nhé. Đây là cái lệnh này là cái lệnh thay thế cho cái lệnh số 6 này. Thì lệnh là cái phương án này là nhanh hơn lệnh nhanh phương án này, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập trình nhé. Các bạn nhớ là đối với tất cả các toán mà giải toán ấy đều chúng ta tập viết dưới dạng là mã giả hay là gọi là pseudo code ấy. Thì chưa quen, khi các bạn mới làm chúng ta chưa quen nhé. Đấy, đây này. Đây chính là cái đoạn cái thủ tục đấy, thấy không nào, thấy chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ viết lại cái này nhé để chúng ta cùng hình dung nhá. Đây n là số lần nhập từ bàn phím, chúng ta nhớ lại một chút, chúng ta có những biến gì, biến là n này, biến là kq này, biến là k này, biến k nhé, có mấy biến thôi. N là nhập từ bàn phím hay tôi biết luôn cho đơn giản nhé. Đây tôi tạo ra các cái biến này, đầu tiên là biến n hoa này, biến thứ hai là biến kq này để mô tả kết quả của bài toán nhé. Biến thứ ba không, bây giờ cũng tôi chưa xong lỗi, xin lỗi, đây chỉ là cái thủ tục thôi, còn chương trình làm như sau nhé. Đây chỉ là thủ tục của cái này thôi, còn chương trình làm như sau. Để tôi mô tả cái chương trình chính để giải bài toán như này nhé. Cũng mô tả bằng mã giả, quên không biết cái chương trình này nhé. Thì như sau này, đầu tiên là chúng ta input n được chưa, sau đó chúng ta chạy cái chương trình là primer, chạy cái thủ tục primer n. Đây chúng ta thêm là if này, if mà kq bằng 1 thì chúng ta output ra ngoài, output là có, còn ngược lại else thì chúng ta output là 0. Đầu bài này gọi đầu bài yêu cầu là nhập từ bàn phím là n mà, đấy đúng không nào, output là có hoặc là không. Đó. Đây mới là đoạn chương trình chính của chương trình. Còn cái phần trên này là cái thủ tục thôi, là cái lệnh chúng ta tạo ra, là lệnh có tên là primer n như này. Đó. Được chưa? Đấy. Nhìn đây rất là rõ ràng, đúng không nào? Rất là rõ, rất là dễ hiểu. Bây giờ chúng ta cùng nhau viết cái chương trình. Chúng ta cần biến kq này, biến n và biến k thì chạy. Được chưa? Rồi. Đầu tiên tôi viết cái hàm. Tôi viết cái hàm có tên là primer như này, này. Và đầu vào của nó là làm số n. Đấy, bất kỳ như này. Thì cái hàm đây là một cái lệnh hay là một cái thủ tục. Lệnh này sẽ đầu vào của nó là n, đầu ra là cái biến kết quả. Được chưa? Vì chúng ta cùng nhau chúng ta nhớ lại nhé. Chúng ta nhớ lại cái lệnh này. Đây. Primer một lần này. Kiểm tra nếu n nhỏ hơn 2 lập tức là kq bằng 0 này. Còn ngược lại là kq bằng 1 và cho k bằng 2 và repeat n 2 lần hoặc là repeat until như này. Until n bằng k hoặc kq bằng 0 nhé. Đó. Cái này nhanh hơn nhé. Nhanh hơn là cách kia. Tôi làm luôn cái đó nhé. Đây. Chỗ này nhé. Thế làm như sau này. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra if mà n mà nhỏ hơn 2. Tôi nhớ lại một chút cái này. N này. If n mà nhỏ hơn 2
thì lập tức là đặt KQ bằng 0. Đặt KQ nhé, đó, bằng 0. Còn ngược lại ở đây này, ngược lại nếu mà n mà lớn hơn bằng 2 thì chúng ta đầu tiên chúng ta đặt k bằng 2, xuất phát từ 2, tính từ 2 trở lên, chứ không không tính 1, tính từ 2 trở lên, và sau đó chúng ta thiết quy định lặp có điều kiện repeat until. Ở đây until gì? Until hoặc là k bằng n để dừng lại nhé, hoặc chúng ta dùng cái toán tử này, cái lệnh này, này o nhé, o này, hoặc là gì, hoặc là đây, hoặc là k bằng n đấy nhé, k bằng n, hoặc là kq bằng không. Đây ở đây tôi phải đặt quy mô, tôi đặt cái lệnh, tôi phải đặt cái kq bằng không bằng một trước nhé, kq bằng một. Đấy, tôi đưa vào đây này, ở trên này, đấy nhé. Rồi, ở đây là hoặc là cái này, hoặc là cái này. Đấy, ở trên này nhé, hoặc là K bằng N thì dừng lại. Nhé. Hoặc là KQ bằng 0 thì cũng dừng lại. Rất nhanh thôi, rất nhanh, đó. Vậy là ẩn thi cái này, nhé. Ở đây chúng ta chỉ kiểm tra là nếu mà n chia cho k bằng 0, tức là k là ước của n thì ta đặt kq bằng 0. Chúng ta làm lệnh sau đây. Đấy, if nha. If này. If như sau. If mà đây chúng ta cho cái này vào. If dùng cái lệnh, dùng cái hàm mod đây, hàm mod nhá. Đấy. If mà n mod k bằng 0, tức là k là ước của n. Đấy. Ước của n thì chúng ta đặt kq bằng 0. Bằng 0. Khi mà không rồi thì đây nó dừng lại ngay nhé. Sau đó chúng ta chuyên ngang bài 1 ở đây này. Đấy. Đây chính là cái hàm, và cái hàm là đầu vào là n, đầu ra là kq. Xong việc chúng ta vào chương trình chính nhé. Chương trình này. Chúng ta vào chương trình, chúng ta nhập từ bàn phím một số n. Số n này, số dừng lệnh này, nhập số tự nhiên n. Đấy. Sau đó chúng ta đặt cái n này bằng bao nhiêu, n này chúng ta đặt bằng nhập toàn phím đây. Sau đó chúng ta kiểm tra dùng lệnh này, chúng ta gọi lệnh này ra. Đấy. Đây là một lệnh mới nhé, gọi cái này là bên đầu vào là n. Đầu vào là n ở đây, và đầu ra của nó chính là kq. Để chúng ta kiểm tra if đó. If bằng kq bằng 1 thì là có, ngược lại thì là 0. Đấy, bằng nhé. If mà kq bằng 1 thì chúng ta thông báo ra ngoài là có, là có là nguyên tố đúng không, có. Còn 0 thì chúng ta thông báo với n là không là nguyên tố. Đầu vào như vậy. Mình chúng ta thử xem đúng hay sai, chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đây. Đầu vào tôi đặt là 3, đặt là số 3. Thì nó là có là nguyên tố đúng không? Tôi đặt là số 6. Không. À, tôi đặt là số 2. Có. Đặt là số 10. Không, đấy. Đặt là số 13. Có nguyên tố. Đặt số 101. Có. Thấy chưa? Nhưng mà đây là bài đầu tiên nhé, rất đơn giản, nhưng mà rất quan trọng vì bài này, cái bài rất nó mang tính là rất nhiều bài tập mà phải dùng đến cái hàm này. Các bạn nhớ làm bài này một lần nhé. Thôi thầy, ơi. Thầy đợi con một tiếng, con chép xong được không thầy? Ừ, chép đi, chép phần này hay chép chương trình hay chép phần lúc nãy. Chép vào đi nhé. Chú ý rằng cái lệnh này, chỗ này là repeat ẩn thi này có thể thay bằng lệnh là, có thể thay cái lệnh này này bằng lệnh là repeat n trừ 2 lần, tức là tương đương nhau nhé, hoặc là tương đương nhau.
nhưng mà cái lệnh này nó sẽ nhanh hơn, nó kết thúc sớm hơn. Còn cái lệnh kia thì ta phải chạy đủ n trừ 2 lần thì nó hơi lâu nữa, n mà n độ lớn nó hơi lâu một chút. Xong rồi thôi. Ừ, ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử một bài khác nhé. Bây giờ bài số 2 là hệ quả của bài này, bài số 2 là như sau này. Bài số 2 là nhập cho trước một số n cũng cho vào. Bài số 2 là như sau. Bài số 2 như sau là gì? Là bài 2 là một cái hệ quả của bài trên, làm thử nhé. Chúng ta làm bài 2 là nhập số n từ bàn phím nhé. Sau đó thì cần in ra mình nhé. In ra là tất cả các số nguyên tố từ 2 đến n. Đấy. Tất cả số nguyên tố in ra trên một hàng ngang nhé. Chúng ta phải đưa vào một cái sâu để chúng ta in ra. Đấy. Thì đây là bài toán, bài này là hệ quả của bài trên. Phải dùng lại cái bài trên. Dùng lại cái hàm rất quan trọng là hàm này này. Dùng lại cái hàm này. Được chưa? Bài này rất đơn giản thôi, tôi làm như sau nhé. Bài này chúng ta chỉ cần lập từ 2 cho đến n. Đúng không? Và kiểm tra cho k chạy từ 2 đến n, kiểm tra nếu mà k vào là nguyên tố thì ta đưa vào một cái sâu. Xong rồi cho in ra cái sâu thôi. Tôi làm luôn nhé, lời giải như sau này. Bài này rất đơn giản, tôi làm luôn nhé. Lời giải như sau. Chúng ta viết lời giải bằng cái gì? Bằng một cái đoạn là mã giả nhé. Đây. Chúng ta phải dùng lại cái hàm cái lệnh primer này nhé. Lệnh này rất quan trọng. Rồi như sau này. Đầu tiên chúng ta là input là n nhé. Cái đầu ra là một cái sâu ký tự là sc, thì đầu ra đầu tiên tôi đặt đây là một cái sâu rỗng nhé. Một cái sâu rỗng viết như này. Đây là một cái sâu rỗng nhé. Được chưa? Rồi, sau đó tôi đặt k bằng, tôi đã chạy lượt k từ đầu đến cuối đó, tôi đặt k bằng 2 đi. Đó, bằng 2 nhé. Và tôi lặp liên tục cho đến khi mà k lớn hơn n thì tôi dừng lại. Đây, chúng ta lặp như sau này, repeat này, until này. Chừng nào mà k mà lớn hơn n thì ta dừng lại. Bằng n thì ta vẫn làm. Chúng ta làm như sau này. Chúng ta dùng, tôi viết cái hàm là mà dùng cái hàm viết lại cái hàm là prime k. Cái hàm này là hàm này là cái lệnh này, nó sẽ tính toán là k là nguyên tố hay không. Nếu nguyên tố thì cái biến kq nó sẽ bằng gì? Cái biến kq nó sẽ bằng 1, ngược lại kq nó bằng 0. Bây giờ chúng ta tiếp tục này, chúng ta đến if này. If mà kq bằng 1 tức là k là nguyên tố thì chúng ta làm sao? Chúng ta ghép là s bằng s cộng phép cộng, đây là phép cộng sâu nhé, như này. Đấy, chúng ta viết này nhé, kiểu viết ở đây s là sâu, k là số, thì cái phép cộng sâu thì chúng ta viết dạng như này. Còn để chúng ta để phép cộng thì nó cộng này cũng được thôi, nhưng mà nó hơi khó hiểu. Bên này là sâu, bên này là số, thì cộng một số một sâu nó không có ý nghĩa về toán học, nên phải là ghép. Đây là ghép nối thôi, ghép dùng cái kiệu này nhé, kiệu này để ghép. Đấy, thế thôi. Và cuối cùng chúng ta đưa ra màn hình, chúng ta đây, chúng ta sẽ kết thúc ở đây cho chúng ta output ra, output là sc. Đấy, rất đơn giản như này thôi. Được chưa? Thì tôi sẽ em viết hình trình cho các bạn này để các bạn xem nhé. Vì nó rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm thôi. Này, chúng ta sang bài sau. Bài sau thì tôi vẫn giữ nguyên cái lệnh này lại nhé. Tôi sửa nó yêu chút thôi. Đấy. Và làm lại như này nhé. Đây. À, xin lỗi bà nội. Tôi chưa ghi thì phải. Tôi chưa ghi, đợi tôi chút nhá. Chết cha.
Tôi viết lại là bài lúc nãy nhá, tôi viết lại một chút, để tôi viết lại, quên mất rồi. Ta phải ghi đấy nhá, if này, chúng ta nhớ lại một chút này. Lúc nãy chúng ta quên, chúng ta chưa ghi lại. Ghi lại để sau này mình nhớ này. Nếu KQ bằng 1 thì thông báo là có. Đây bài lúc nãy. Thì hoàn tác vậy được mà. Gì cơ? Thì hoàn tác vậy thao tác được mà, đỡ phải. Đây viết lại cho các bạn nhớ được. Có nhá. Còn ngược lại thì viết là không. Nếu chúng ta chưa ghi, ghi lại thôi. Mình chúng ta ghi lại nhé. Đấy, bài này là gì? Là kiểm tra. Kiểm tra số nguyên tố nhá. Rồi, chúng ta làm bài 2. Bài 2 là nhập vào N và kiểm tra từ 1 đến N xem có bao nhiêu có số nguyên tố không và in ra. Đấy, bây giờ chúng ta bỏ cái này đi. Ta không cần cái này nhé, tôi là để ở đây nhé. Chúng ta tạo một cái biến nhớ có tên là S, sẽ là cái biến nhớ dùng để lưu ra. Đấy, ghi kết quả nhé, S ở đây nhé. Rồi, bây giờ chúng ta làm sao? Đầu tiên chúng ta, đây chúng ta đặt trên này, đặt S bằng gì? Đặt sâu rỗng, chúng ta để ở đây chúng ta bấm nút delete xóa này. Đấy, thì thao tác xóa này, thì nó tạo ra một cái sâu là, cái sâu S là cái sâu rỗng, được chưa? Sau đó chúng ta lọc. Chúng ta đặt K bằng 2, set K bằng 2 và chúng ta lọc cho đến khi đây, repeat until mà K lớn hơn N thì ta dừng lại, khi mà cho đến khi mà K lớn hơn N thì ta dừng lại. Đấy. K lớn hơn N thì ta dừng lại. Được chưa? Sau đó chúng ta kiểm tra. Đây đây có đúng nhỉ? À, chỗ này ta như là một cái gì hơi bị sai chỗ này nhá. Còn thiếu một lệnh đấy. Chỗ này bên này là còn thiếu một lệnh, ở chỗ này là phải thêm lệnh nữa là chỗ này là phải K bằng K cộng 1. Đấy. Quên lệnh này. Tăng K lên đúng không nào? Bên này cũng vậy nhá. Chúng ta thêm lệnh này ở dưới dãy này nhé, ngang lệnh này, ngang chỗ này này. Rồi, bây giờ kiểm tra K này. Bây giờ nếu, đây, lệnh thôi, if, đây, nếu K bằng 1, đừng này vào, chúng ta xóa đi. Đây. Nếu K bằng 1, thì chúng ta sẽ nối S, đặt set S, bằng nối nhá, bằng nối đây, nối S với K, nhưng ta có một dấu kính, dấu cách ở giữa để cho dễ nhìn nhé. Để này, nối nhé, nối như này, nối S với K, nhưng mà ở giữa chúng ta cho một dấu cách vào để cho nó bấm phím space nhé. Đấy, dấu cách chứ không thì nó sát vào nhau quá thì xiết cơ số xiết nhau là rất là khó nhìn. À, như vậy là cách ra như thế nhé. Đó. Mà chúng ta sẽ trên K bài 1 ở đây. Khi làm xong thì chúng ta sẽ output ra ngoài cái S. Đấy. S. Thế thôi. S đấy. Đó. Được chưa? Bài này đơn giản như vậy thôi. Tôi kiểm tra nhé, xem đúng nhé. À, tôi đặt là N bằng 10 nhé. Thì nó in ra này. Đợi tôi một chút. Nó sao mà chưa ra được cơ nhỉ? Tôi kiểm tra một chút nhé. Trên cái lỗi đâu đó rồi, tôi đợi một chút, các bạn nhìn một chút nhé. Vừa chưa thử nó chạy quá là cái hàm này là không có đề, hàm này là đúng rồi nhé. Vì sao chỗ này này, đặt K bằng 2, repeat until K lớn hơn N, ta kiểm tra cái hàm này, if KQ ở à đây chỗ này, tôi phải đi ra ngoài chỗ này. Đấy. Đó, đi ra ngoài cái này nhé. Đấy,
sẩm chưa? Đây, n bằng 10 này. Ủa, nó vẫn chưa ra. Chạy mãi chưa ra. Tôi kiểm tra cái là đấy của nó. If k bằng 1, tôi đặt cái này. Sau đó tôi đưa ra này. Output. Hoàn toàn đúng. Để kiểm tra sẽ sao cho nào nha. Tắt S bằng rỗng này. Để tôi kiểm tra một chút cho yên tâm nhé. Đây là N này. Đấy. Ở đây là SC này. Tôi đặt ra 3 này. Đặt ra bằng 3. SC bằng 3. Thứ 2 là không có. Nối doanh n bằng 2 thế nào, n bằng 2 ra 2, n bằng 4 à, lỗi vô đó. Bạn cất của anh đi ạ. Gì cơ? Thầy chủ trang bạn cất của anh đi ạ. Bạn kiểu theo số nguyên tố ấy ạ. Đây prime ở đây này. Được. Vẫn đúng mà bài gai là vẫn lúc nãy vẫn đúng mà, đúng không? Dạ vâng. K. À. Nó đang trục trặc ở lệnh set S drop ấy. Anh nghĩ là đấy, ở cái lệnh nối. Không không, ở sai như này này. Thì sai chúng ta là vì sao lại sai, vì sao lung tung, vì hiện nay chúng ta đang lẫn lộn bên này là K này, bên này là K này, không được nhá. Đấy. Bây giờ sửa lại một chút. Chỗ này ta không dùng K nữa, dùng một cái biến khác đi. Chứ bên này BK dùng bên này rồi là không được nhá. Bây giờ chúng ta sửa lại một chút, chứ vậy chỗ này ta chỉnh sửa lại một chút chỗ hạ cái chỗ này. Ở đây không dùng biến K. Đấy, dùng biến khác đi nhá. Không vì cái thằng này là cái trong cái hàm mà trong cái lệnh prime là chúng ta vẫn dùng cái biến K. Để mình lỗi cho đó nhá. Bên trong này này, ta dùng lại cái biến này vẫn là biến K. Đấy, cho nên phải viết lại. Đây sửa lại chứ, các bạn sửa lại ở đây nhé. Cái chỗ này không, ta không dùng biến K. Mà đây chúng ta dùng một cái biến khác đi. Biến chạy đi. Thật ra không quan trọng lắm. Đặt lệnh G cũng được. G nhé, G. Này, tất cả cho yên tâm. Đây, đổi K thì G nhé. Đấy, đổi chỗ này nhé. Đấy, đổi như sau này. Đây là G. G đấy thì ẩn thiên là G lớn hơn N. Ở đây là G, nó không bị ảnh hưởng gì hết. G nhé. Ở đây là G. Ở đây là G. Ở đây là G bằng G cộng 1. Đấy, thì không sao. Output S. Cái sai chúng ta là cho dùng lại biến K. Đấy. Ở trong SCAD cũng rất quan trọng nhé. Dùng biến rất quan trọng ấy, vì nó không có khái niệm là biến riêng của hàm của lệnh, cho nên là tất cả các biến là phải biến chung hết, cho nên là nếu mà dùng nhầm biến là sai. Sau đó chúng ta sửa đây như sau. Chúng ta đặt biến ở đây là chúng ta thêm biến tên là biến G, là biến chạy ở đây nhá. Thì như sau. Thì ở đây chỗ này sẽ là G. Chỗ này sẽ là G. Đó. Cái chỗ này này. K này sẽ chính là G. Chỗ này bị nhầm một cái gì đây nhá, bỏ ca này ra này. Đây là cái gì thứ hai nhá. Đấy. Bỏ cái này ra, bỏ chưa, bỏ cái này ra, và đây là cái gì thứ ba. Chỗ này là gì nữa. Đấy. Bây giờ chắc là xong rồi đấy. Đấy, bây giờ đặt nhé, và cái này bằng 4 chẳng hạn thì nó phải ra là G, đặt G bài 1. Kiểm tra lại là 4 này. S vẫn là rỗng à? Này, để đợi một chút nhé. G đây. Prime G, đây là G nhé.
tăng lên 5 đây rồi. Xem sai chỗ nào nhé. N này, SC này. Bên cao bên này, bên này vẫn đúng nhé. Tôi cho cái bên cao không quan trọng. Cái bên cao này nó chạy ở đây mà. Bên này là hận là không không còn gì nữa đúng không? Hết gì rồi. Không vấn đề gì. Ở bên này là gì đây? 2 này. 3 này. 2, 3 đúng rồi này. 4 này. 4 là tịt. Tôi để 5 nhé. À, vẫn sai này. 2, 3, 4, 5 là sai này. Để đưa một chút nhé. Thế cho nó xem là cái lệnh frame mới thôi. Lệnh nào? Cái lệnh thì tự tạo ra thôi. Lệnh này hả? Ừ. Lệnh này hay lệnh nào? Lệnh này vẫn là như thế này mà. Đúng rồi thôi. Nhưng mà không hiểu sao con có lập trình hiện lên thôi mà nó không ra được, kể cả kết quả sai nó không ra được luôn thôi. Yeah. Để mình kiểm tra xem lại như thế này, vô lý quá. Tại sao 4 nó cũng ra? Đặt 4 thì nó bị có một lỗi gì đó mà mình không mà mắt thường mình không biết mình thành nhân điểm mù luôn nhá. Đây kiểm tra nhé, repeat này. Đầu tiên g bằng 2 này. Kiểm tra trước khi nào mà g lớn n thì dừng lại, đúng rồi này, và kiểm tra cái hàm mà g ở đây nhá. Cái KQ ở đây là cái liên kết bên này. KQ bằng 1 thì nó làm tôi kiểm tra một tí cái chỗ để cho yên tâm lần nữa nhé. Đây tôi chạy thử ở đây nhé, với đây là 4 này, chạy thử này, chạy thử thì KQ nó phải là 0 đúng, à, 5 này, à, KQ vẫn bằng 0 mà. Đây thầy, thì trước cái lệnh prime gì ấy á, thầy cứ để cái set KQ to 1 cho nó chắc ăn ạ. Cái gì cơ? Là trước cái lệnh prime ấy á, thì mình cứ để cái set KQ to 1 cho nó chắc ăn. Tôi đã đặt đây à? Thử nhé, thì cái của cháu nhé. Nhưng mà bác thấy nó không ảnh hưởng lắm. Ở đây à? Dạ. 4 này. Vẫn thế thôi. Để mình xem nó lỗi chỗ nào nhé. Như khi nó vào điểm mù của bác của cả nhà ta mà ta không thấy đấy. Nói này. Rất lạ luôn. Trên G bài 1 đúng rồi. Nguyên sai. Chuyển dữ một thường là của nó là quay lại đây. Kiểm tra N ở đây. N của chúng ta là cái này. Cái N này là khác nhé. Cái N này là khác nhé. Đây là cái N. Đây là cái tham số của cái hàm này. Thế là khác. Đặt cái hàm Q đây. Như vậy là tôi kiểm tra lại VN bằng 5 thì nó chạy ra vẫn đúng này. Nhưng mà vẫn sai. Sai ở số 4 nữa này. Bây giờ tôi VN bằng 6 này. Cứ
sau là non nó không chạy. Mà đây di là 7 rồi, nó phải nó phải dừng lại rồi mà nó không... Thôi thầy, thầy chuyển sang các lệnh Prime đi ạ. Cái gì cơ? Thầy chuyển sang lệnh Prime. Lệnh nào? Lệnh kiểm tra số nguyên tố ấy ạ. Sao? Dạ, phải kiểm tra hai cái giá trị đỏ. K bằng N thì N ở đây phải là cái... À đúng rồi, đúng cái rồi. Màu hồng ấy thầy ạ. Đây đây, chỗ này. Cái nào màu vàng này biến thành nào màu hồng. Đúng. Vậy bạn mấy cũng bị sai nhá. Đây là nhầm. Đây này, cái N này là N này nhá. Này. Đấy, đúng rồi, chỗ này. Đây nhá, đó. Như vậy bài lúc nãy cũng bị sai chứ không, chúng ta sửa lại bài lúc nãy nhá. Tôi quên lại sau nhá. Đây N đây là N hồng này, N hồng này, N hồng này. Đấy, bây giờ đúng rồi đấy. Đấy. Nào. Được chưa? Nhưng mà cái lệnh này là không cần này. Rồi. Bây giờ chắc là đúng rồi đấy, không còn sai đâu. Nhá, bây giờ đặt 7 này. Nó sẽ ra là 2 3 5 7. À, tôi đặt là 10 này. Nó sẽ ra là vẫn là thế đúng không? Tôi đặt là 20 nhá. 20 thì nó sẽ ra là 2 5 7 11 13 7 9. Đấy. Như vậy bài này là như vậy là sai chỗ này nhé, sai chỗ này đúng là không để ý là sai chính là chỗ này. Từ nãy cũng sai. Nhầm lẫn hai N với nhau. Đây là, bên này lại phải N hồng nhá, N màu hồng giống trên này. Không phải là N thường ngoài này nhá. Đó. Nhưng bên này làm đúng rồi nhá. Đây bây giờ chúng ta sửa lại một chút. Đây là bài số 2 nhá, tôi sửa lại bài số 1 sau nhá. Bài số 2. Bài 2 nhá. Liệt kê số nguyên tố nha. Đấy, rất đơn giản thôi nhé. Bây giờ chú và thầy mở cái bài 1 ra thì chúng ta sửa lại. Thầy ơi. Ơi. Cái bài này có lắm thầy mà con trả ra luôn thầy ơi. Có ra chưa? Chưa thầy. Con đây này, bài này nhầm con nhầm nhá. Chỗ này là phải sửa N đây này. Sửa N là cái này nhá. Đó. Vào sửa cái N này. Mà lúc nãy thì vẫn không bị vì vẫn là một N đâu, vẫn không nó kiểu trong lần thôi đâu mà nó không bị sai, còn bây giờ mới là sai. Lúc bây giờ mới là đó. Đấy, chúng ta chú ý nhá, cái bài này mới đúng này. Sửa hai N này nhá. Chúng ta lưu lại. Vẫn là bài kiểm tra số nguyên tố. Đấy, đúng rồi đấy. Nhá, bây giờ cứ bật cho bạn xem lại, các bạn là chép lại nhá. Chép lại cái bài số 2. Bài 2 đây là cái nguyên tố đây. Bây giờ đúng hoàn toàn rồi nhé. Đúng hoàn toàn. Được chưa? Có được rồi, những cái bài này phải làm rất nhiều thì mới quen được. Bây giờ cái bài này sẽ có trong cái phần bài tập hôm trước mà tôi đưa ấy. Có rất nhiều bài mà liên quan đến số nguyên tố, các bạn cùng nhau làm nhé, cùng nhau làm, và hôm nào đó tôi sẽ sửa. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang làm sang một số bài khác. Bây giờ còn lại thời gian thì tôi cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập liên quan đến vẽ hình. Nó một độ cũng đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cùng nhau làm. Thầy ơi. Ơi. Thầy. Con làm cái áo lông làm của thầy, thầy con làm nó không biết tịt, nó ra mỗi hai thôi thầy. Thế à? Đã đúng hết, đúng hết về cái này chưa? Rồi thầy, con kiểm tra lại mấy lần rồi. Thế à? Về nhà xem là kiểm tra lại một lần nữa đi, xem có đúng hay không nhá. Đấy, đúng lúc nãy là chúng ta rất nhầm lẫn đấy nhá. Vì là dùng cùng kiểu là N cả, nó cũng nguy hiểm cho nó là vì chúng ta cùng N cả, nhưng N bên này là khác, N bên này là khác nhá. Đấy, rất dễ lầm lẫn cái này, màu sắc nó chỉ cái màu sắc thôi nhá. Đó. Rất dễ nhầm lẫn đấy nhá. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đây về chúng ta cùng nhau làm cái bài tập như thế này. Không, chính là lỗi sai rồi thầy ơi. Ơi. Tại lúc nãy cái phần lệnh from ấy là N, con cho nhầm là lớn hơn 2 thay vì là nhỏ hơn 2 ạ. Ừ, chỗ này đây gì? Ờ, đấy rồi. Ờ,
Lúc đó con làm vội quá, con làm xuống Scott online. Đây nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau làm một tập nhé. Đây đây, bây giờ chúng ta cùng nhau làm một tập sau đây này. Làm một tập như này nhé. Dạ em thưa thầy, thầy cho em hỏi tí ạ. Ừ. Ở trong Scratch này, mà cái hàm mà làm tròn ấy, có nhiều bài mà cứ bảo làm tròn đến 4 chữ số phần tập phân đấy thầy. Ừ. Thì là sử dụng cái hàm nào ạ thầy? Round với lại ví dụ số thập phân, ví dụ tính một cái bài tổng S bằng 1 chia 2 cộng 1 trên 3 đấy, cộng 1 trên N ấy, xong họ bảo là lấy làm tròn đến 4 chữ số phần thập phân đó. Ừ. Thầy cho em hỏi cái cách lấy làm tròn 4 chữ số phần sau đó phải phần thập phân đấy ạ. Ừ, bài đó tôi sẽ giải đáp sau nhé. Tôi nghĩ dạ. Một chút thôi, bài cũng hiểu cái làm hiểu đề bài rồi, tôi sẽ nó là mẹo thôi mà, tôi sẽ hướng dẫn sau. Để tôi nghĩ một chút vâng nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm một cái bài thầy tập này. Đây, bài tập này là hôm trước tôi đã cho các bạn làm cái bài tương tự như vậy rồi, bây giờ chúng ta chưa? Thôi tôi làm biết được. Bây giờ chúng ta làm bài tập sau đây này, chúng ta làm cái bài tập như này nhé. Đây, tổng quát luôn nhé. Là đây. Nó là nó có n cái lái này nhé, mà ở đây đây tôi phải vẽ cái hình vuông như này. Đây là hình vuông như này nhé. Đó. Đấy chưa? Đây là hình vuông nhé. Hình vuông nhỏ nhỏ nhé. Đấy. Và chúng ta coi là n cái lá nhé. Cái hình vuông này ta cho là cạnh là bằng d đi, d là một số khá nhỏ. Đấy. Và cái chiều dài này tôi được rồi, chiều dài này tôi tùy quy định như này tôi để là 100 chẳng hạn nhé. Còn là gọi là có n cái lá, n cái cạnh là vẽ hình vuông, vẽ cái hình này. Vẽ cái hình hoa vuông. Hoa vuông này có n cái lá này. Cái hình vuông nhỏ. Hình vuông nhỏ là cạnh D. Đấy. D là tôi cho trước một số khá nhỏ. Còn cái cạnh như này. Còn cái chiều dài của cái lá nhé. Chiều dài của lá tôi cho trước là một số nào đó. Tôi cho là L chẳng hạn. Thời góc xoay là bao nhiêu thứ hả thầy? Góc xoay phụ thuộc về n. Góc xoay này là phụ thuộc về n nhé. Có góc xoay là chính là 360 chia cho n. Thấy không nào? Đây là góc xoay nhé. Được chưa? Vậy đầu vào chúng ta là n này. Tôi cho trước là L là cái lá này và cái D. Đây là ba cái tham số tôi cho trước nhập trước đầu vào. Và sau đó tôi sẽ vẽ cái hình kia. Được chưa? Đó. Thì bên này là như sau nhé, tôi sẽ phải vẽ cái lá này thì rất dễ này. Đấy. Vẽ ra xong lùi lại đi lên thôi, vẽ vào vòng tròn chúng ta lại n lần. Nhưng mà khó là vẽ cái hình vuông cái này. Đó. Chúng ta phải vẽ riêng một cái thủ tục riêng để vẽ hình vuông này. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Bây chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Đây một cái bài để hình dung là các bạn tập vẽ như thế nào nhé. Đây. Đầu vào của chúng ta như sau này, tôi sẽ đặt ban đầu tôi đặt xuất logo của n này, tôi đặt tạo ra cái biến nhé. Biến đây là n này. Biến nữa là biến l là cái biến độ dài của cái lá này. Biến nữa là biến d là cái độ dài của cái hình vuông nhỏ ở đầu nhé, đó. Ví dụ tôi đặt tôi không phải nhập, ví dụ tôi đặt là tôi set n, chúng ta n tôi đặt cái bông hoa là 6 cạnh là 6 cái lá đúng không? Cái độ dài l tôi cho là 100, tôi vẽ từ tâm trở đi nhé, từ tâm trở đi, đó, từ tâm trở đi. Và d tôi cho một cái khá bé, d tôi cho một cái hình vuông là bằng set d là bằng, ví dụ như là cạnh của nó bằng 20 chẳng hạn.
Vì chúng ta bắt đầu vẽ từ từ đây nhé. Đây là một số con số, các số nhập từ đầu vào đây nhé. Đây, chúng ta dùng cùng nhau chúng ta vẽ luôn nhé. Thì như sau. Thì đầu tiên chúng ta phải có một cái vẽ cái hình vuông trước. Thì cái hình vuông là rất quan trọng. Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta sẽ phải làm thủ tục để vẽ cái hình vuông. Vẽ hình vuông này. Bắt đầu từ vị trí đây, từ vị trí này. Như vậy chúng ta sẽ phải làm thủ tục bắt đầu từ vị trí bất kỳ ở đây. Vị hướng là như thế này. Đấy. Và chúng ta vẽ hình vuông như thế này. Đấy. Hình này nó sẽ vuông góc với chúng ta đang ở đây nhé, bắt đầu đây. Và chúng ta sẽ phải đi sang bên này, xong đi sang bên này, xong đi sang bên này, xong đi sang bên này, đi về đây. Đấy. Lại quay về hướng cũ đây. Đấy. Đây là hướng bắt đầu nhé. Đó. Chúng ta phải vẽ đúng để sau khi vẽ xong hình vuông này thì vị trí và hướng của nhân vật lại trùng với cũ. Chúng ta cần một tục riêng. Tôi gọi tục này là vẽ hình vuông nhỏ, vẽ hình vuông nhỏ với độ dài là D. Độ dài cạnh là D đấy nhé. Rất quan trọng. Đó. Rồi tôi về tôi vẽ này. Đây. Bây giờ tôi làm như sau, tôi tạo ra một cái thủ tục rất quan trọng, một cái hàm rất quan trọng ở đây. Này là vẽ hình vuông nhé, với cạnh là D. Đấy, cạnh là D. Đó. Tôi vẽ nhanh cho nó nhanh cho nó vẽ nhanh. Đó. Tôi để ở đây nhé. Này. Thì sau khi vẽ xong thì vẽ được hình vuông và cái hướng của cái vị trí và hướng của cái của nhân vật là vẫn giữ nguyên. Vì những bài này chúng ta nên đặt là gì? Chúng ta đặt ban đầu, chúng ta đặt là khi bắt đầu vẽ nhé. Thì chúng ta đây, chúng ta đưa cái bút này vào nhé. Thì chúng ta nên xóa tất cả đi. Xóa tất cả đi. Đấy, và với bài này chúng ta sẽ go to là vị trí là 0,0. Và bắt đầu vẽ từ đó nhé. Rồi bây giờ tôi cho vẽ cái này nhé. Đấy, chúng ta bắt đầu vẽ từ vị trí này. Trên này. Hướng lên là hướng lên trên. Và chúng ta phải rẽ phải. Xong xoay rẽ trái, xong xoay trái 3 lần, xong chúng ta mới lại xoay trái một lần nữa nhé. Đầu tiên là sau đó thì lại xoay trái, xong lại xoay trái lần cuối cùng thì là xong. Đây, cho xem nhé. Đây nhé. Từ vị trí bắt đầu này, chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ hạ bút. End down. Với một cái màu sắc bất kỳ tôi cũng không quan tâm. Hẹn đào nhé. Rồi tôi làm như sau này. Từ vị trí ban đầu tiên đang ở vị trí này mà tôi phải rẽ phải. Tôi phải quay phải 90 độ. Những cái lệnh đầu tiên là lệnh là gì? Là quay phải 90 độ. Đây, quay phải 90 độ. Quay phải 90 độ. Được chưa? Và tôi vẽ đi về phía trước một cái đoạn làm D chia 2. Đấy, D chia 2. Thì từ đây là D chia 2 nhé. Đây. D này là D chia 2. Đấy, D chia 2. Sau đó chúng ta bắt đầu xoay. Xong bây giờ từ đây chúng ta sẽ xoay trái 90 độ. Đúng không? Chúng ta sẽ xoay trái. Xoay trái 90 độ. 90 độ. Và biệt bắt đầu vẽ. Đây. Xoay trái 90 độ. Đây này. Xoay trái 90 độ vẽ. Chúng ta vẽ là 1 lần, 2 lần và 3 lần. Đúng không? 3 lần đó đều là xoay trái hết. Nhé. Thì như sau này. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Xoay trái. Ở đây chúng ta sẽ lặp 3 lần. Repeat là 3 lần. 3 lần. Và chúng ta đi về phía trước một đoạn bằng D. Đấy. Và sau đó là rẽ trái. Xoay trái là 90 độ. Đấy, đây là vẽ ba cạnh bên trong nhé. 90 độ. Sau đó tới đây chúng ta sẽ phải rẽ trái một lần nữa. Đây này. Tới đây chúng ta sẽ phải. Đây là rẽ phải chứ.
rẽ phải nhé, rẽ phải cho nó bùi bình rẽ phải, rẽ phải cho rẽ trái. Ở đây là về rẽ phải, quay bên phải là 90 độ. Đấy. Sau đó là đi về phía trước là d trên 2. Như nó bù trừ lại nhé, lệnh này này bù lệnh này. Và cuối cùng chúng ta sẽ phải xoay, đây là xoay phải, sẽ phải xoay trái 90 độ mình thì là kết thúc. Đấy. Và cuối cùng là phải xoay trái 90 độ. Thế không nào? Như vậy là lệnh xoay trái này là bù với lệnh này này, lệnh này này. Còn cái lệnh này là phải này, đây là trái này. Bên trong này nó xoay. Tôi thử biết ngay là đúng hay sai nhé. Này tôi cho nó chạy này. Chạy thử biết ngay đúng là đúng. Tôi cho chạy thử nhé. Vậy hình vuông này. Bắt tôi chỉ biết kỳ nhé. Tôi để ở đây là 50 này. Chạy thử nhé. Để cho nó ẩn đi này. Tôi được về. Đấy. Cho nó ẩn đi nhé. Thế này. Ồ, không đúng rồi. Đấy, chỗ này bị sai nhé đây này. Đây một chút này, xoay trái đây nhé, đây này đang đây nhé, đây là đi từ đầu đây nhé, xoay trái ở đây là phải xoay trái. Ở đây là xoay trái nhưng mà hỏi xoay phải nhé. Đây nhầm lẫn đấy nhé. Đây là xoay trái 90 độ. Không phải xoay phải, xoay trái 90 độ. Làm ta thử nhé. Kiểm tra một chút nữa. Vẫn chưa được nhỉ. Để đợi một chút nhé. Đây, chỗ này tôi làm rất lên này rất quan trọng, cẩn thận nhé. Nhưng mà là rẽ đây, tôi đợi một chút, tôi để cho nó theo đúng hướng nhé. Vì cho con này nó chạy về cái hướng là 90 độ nhé, cho nó dễ nhé. Đây này 90 độ này. Thì ở đây nhé, nó sẽ phải như này, nó sẽ phải như này. Đấy. Đầu tiên là xoay phải này nhé. Xong xoay trái 90 độ. Xong là thực hiện 3 lần, 1 lần, 2 lần, 3 lần. Đấy. Xong tới đây là gì? Tới đây là phải xoay trái 90 độ nữa. Đúng rồi đây. Xong đi phía trước là D trên 2. Xong đây không được cái lệnh này nhỉ. D trên 2 xong cuối cùng là lại xoay trái 90 độ nữa thì mới đúng. Vậy thế này đúng rồi, sẽ làm gì? Còn sao nó chưa quay lại đây cho tôi nhỉ? Để cho xem nhé, đây này. Nó phải như này mới đúng nhé. Này chúng ta cùng nhau vẽ ra thấy ngay nhé, đây này. Vào đây nhé. Đấy. Thấy không nào? Chúng ta nó chưa quay, nó chưa vào đây được này. Các bạn kiểm tra cùng với tôi nhé. Đang ở đây nhé, đang đi về phía bên, đang xoay về hướng bên phải này. Thì là xoay phải 90 độ. Đây, xoay phải 90 độ đây nhé. Đi về phía trước là D trên 2. Sau đó là xoay trái 90 độ. Đây, 90 độ ở đây. Đây này. Sau đi về phía trước 3 lần này, đi về phía trước, xoay trái. Đi về phía một lần xoay trái, à ba lần xoay trái rồi thì không cần nữa. Đây chỗ này nhầm ba lần rồi thì không cần nữa. Đây dễ nhầm lắm rồi, bây giờ đúng rồi đấy. Nào. Đây này rồi, xong. Như vậy là tôi vừa mới kiểm tra lại, như vậy đúng là rất dễ sai nhé. Đây bây giờ mới đúng rồi đấy. Đây bây giờ chúng ta đúng rồi nhé. Rồi thì tôi bắt đầu vẽ này, như vậy hình vẽ hình vuông này là phải đúng rồi này. Để tôi đồ làm nhé, đây này, ở đây này làm như sau nhé. Ở đây tôi làm như sau này, tôi phải lặp là n lần đây, tôi repeat là n lần
repeat là n lần, là n lần, được chưa? Thì là như vậy, như sau tôi sẽ là ở đây tôi phải gì, tôi phải hạ bút, không cần, tôi phải hạ bút nhá, để điểm chút nhá, thực ra là không cần, chuyện này hạ bút nhá, sau chuyện này tôi phải đây tôi phải nâng bút lên cho yên tâm, đây. Hạ bút, tôi move về phía trước là L lần, L move phía trước là L lần, đây L, được chưa? Khi move lên rồi tôi sẽ lùi lại và tôi xoay, thực ra chỗ này là cái bend down đây cũng được, không sao, tôi lùi lại, là dùng lại gì, dù hoặc là lệnh là mà đi về lùi L lần hoặc là đi về không được, tôi để lệnh lùi nhé, move này, move là như sau, move là để phép nhân này này, L đây là trừ một nhé, trừ một, sau là xoay, chỗ này nhé. Lỗi, move về vẽ trước lại là sau đó cho tôi lệnh này, sau đó tôi gọi cái lệnh này ra, vẽ hình vuông ở đầu đây, vẽ hình vuông là có cạnh là D. Đấy, gọi xong rồi thì đi lùi về, đi lùi về và xoay, đi và xoay xoay trái một góc là 360 chia cho N. Đây là 360 chia cho N. Cái này. Như vậy chỗ này là khi bút phía trước L lần đây là và đây là có phải vẽ hình vuông ở đầu, ở đầu của cái đó, ở đầu của cái ấy đấy nhé. Bây giờ tôi sẽ ẩn đi. Ngay từ đầu tôi ẩn đi cho nó dễ nhé. Đây. Bây chạy thử dọn xem nhé, chạy thử này. Bị một cái lỗ gì đó ở đây này. Có lẽ ở đây phải có một cái ở đây có thêm một lệnh move up rồi đã, cho yên tâm nhé. Pen up. Đấy. Đấy, đúng rồi đấy nhé. Tôi tăng cái D lên, D tăng lên là 40 cho đẹp nhé. Nó như này này. Đấy. Bây giờ tôi tăng cái này lên là 8 lần này. Đấy nhé. Cái độ dài, cái L và D và N tôi có thể thay đổi được. Quay đầu vào của bài toán. Được chưa? Đấy. Thì bài này tôi có thể viết lại dưới cái dạng... đây là cái vẽ hình vuông riêng, tôi để riêng ra còn phần này này, phần này tôi có thể viết lại, tôi viết thành một đoạn chương trình mã giải như sau nhé. Đây làm mã giải như sau nhé, chương trình như sau, cái mã giải của chương trình, mã giải hãy input nhé, N này, L này và D này. Đấy, được chưa? Xong tôi pen up. Sau tôi go to 00. Thấy chưa? Đấy. Sau đó tôi làm như sau này. Đây. Tôi repeat N lần nhé. Lần tôi làm như sau, tôi pen down, hạ bút này. Nhé. Xong tôi move về phía trước. Một đoạn là L. Đấy. Xong tôi vẽ hình vuông. Dùng cái lệnh là vẽ hình vuông, độ dài là D, sau đó tôi move chữ L, xong tôi xoay trái
một góc là n chia 360 chia cho n. Đấy. Thế là xong. Đây chính là đoạn, đây là chính là đoạn chương trình đó nhé. Đây này, đó. Rất đơn giản thôi, đúng không? Vậy nó có rất nhiều những cái tỉ mẩn của nó nằm ở cái lệnh vẽ vuông này, rất quan trọng này. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm thêm một cái bài nữa nhé. Vẫn bài này chúng ta sửa đi một chút, chúng ta làm bài sau đây. Bây giờ bài tập thứ hai này là cũng vẽ như vậy, nhưng mà chúng ta yêu cầu cái hình đập ban đầu nó như thế này. Cái bài này tôi sửa lại nhé, bài này tôi đi lại. Bài này là vẽ. Vẽ hoa với vẽ hoa hình vuông. Vẽ hoa hình vuông. Hình vuông nhé. Bây giờ chúng ta làm thêm một bài nữa về vẽ. Bài này là như sau. Bài này tư tưởng bài trên nhưng mà nó khác ở chỗ này thôi. Đây, bài này như sau nhé. Bài này vẫn là như thế, vẫn là chúng ta vẽ có n cái đoạn như, giống hệt nhau như này. Đấy. Đây là n cành nhé. Cành hoa này là l, đều là l. Nhưng khác ở đầu này là hình, là cái hình quả chám. Đấy, hình khác. Hình quả chám với được cạnh đầu dạy là D nhé, hình quả chám, hình chám nhé. Đấy. Đúng như trên, chỉ khác nhau là cây là cho hình chám thôi. Đấy, thì bên này cách làm là hoàn toàn tương tự ở trên, chúng ta thay cái em cần sửa cái thủ tục vẽ cái hình vuông ở đầu thôi, thay bằng cái thủ là vẽ hình quả chám, chúng ta tạo một cái hình là vẽ hình chám D. Đấy. Vị trí ta đang ở đây nhé, vị trí thời đang ở đây nhé, chúng ta phải vẽ cái hình chám như này. Đấy, vẽ hình chám rất đơn giản thôi, chúng ta xoay đây, góc này là chúng ta phải xoay trái đây, mà chúng ta xoay trái là 45 độ, sau chúng ta bắt đầu xoay và chúng ta sẽ phải xoay lại lần nữa là được. Như vậy sửa một chút thôi, bài này sửa một chút là được nhé. Bây giờ bài này tôi sửa như sau. Cái phần này là giữ nguyên, chỉ thay đổi cái phần này thôi. Đấy, phần này tôi sẽ sửa lại cái với lại thủ tục này, tôi để nguyên lại, tôi viết lại nhé, tôi bỏ cái cạnh ra này thôi. Bây giờ tôi tạo thêm một cái hình khác, một cái định khác nhé, là vẽ hình chám. Đấy. Và đây là D, được chưa? Nhưng vậy là giống hết ở đây, chỉ khác chỗ này thôi. Bây giờ tôi chỉ việc copy sang và tôi sửa một chút là được. Thấy không nào? Bên này trước kia chúng ta phải xoay phải, bây giờ chúng ta xoay khác, là xoay phải 90 độ, bây giờ là xoay phải là bao nhiêu, là 45 độ thôi. Đấy. Được chưa? 45 độ mà chúng ta bắt đầu làm, chúng ta sửa một chút như sau nhé. Đây, đầu tiên vẫn là pen down, được chưa? Sau đó chúng ta xoay phải 45 độ. Đấy, chúng ta chú ý nhé, nó khác nhau một chút nhé. Xoay phải là 45 độ. Sau đó là bắt đầu vẽ được rồi. Vẽ là 1. Tôi vẽ được 4 luôn, vẽ là 1, 2, vẽ luôn là 4 hình luôn nhé. Vẽ hơn, vẽ luôn là 4 luôn. Xong cùng chúng ta xoay lại là xong. Như vậy sửa chỗ này một chút. Chúng ta sửa chỗ này. Đấy. Ở đây không phải là 3 lần mà là 4 lần. Mà khi xoay xong rồi thì chúng ta trả lại cái hình này. Đây là bên phải, mình chúng ta xoay trái 45 độ là xong. Hai trái 45 độ. Trả lại là xong. Về cái bài này, ôi bài này tôi xóa bên đây mình. Thôi được, hình này tôi vẫn đi mà. Không dùng đây nữa nhé. Đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải sửa cái chỗ này nhé. Cái chỗ này không phải là hình vuông, mà chỗ này phải là hình chám. Vẽ hình chám. Đấy, vẽ hình chám đây ở đây nhé. Đấy, là được thôi. Vậy vẫn là ý tưởng đó chúng ta làm nhé. Cái hình này bỏ đi này. Đấy. Mình chạy thử nhé. Nó phải ra. Thầy, cho con chép cái phần vẽ hình chám đây với thầy. Gì cơ? Mày chấm dễ hơn cả vẽ hình chán này, nó còn dễ hơn cả vẽ hình vuông lúc nãy. Đấy, thấy không nào?
Đây là chính cho làm cái hình hình chám đấy. Bên chám thật ra vẫn là hình vuông thôi, nhưng mình chám là theo nghĩa là chúng ta theo hướng chúng ta đang chúng ta được hướng về đây này. Đấy. Thấy không nào? Thật ra nó vẽ hình vuông đấy, chứ không phải là hình chám. Mình vuông hơi chéo đi một tí. Hay không? Bài này sửa một tí là xong thôi. Bài này tôi ghi lưu lại nhé, là bài là vẽ hoa hình chám được chưa? Vậy chúng ta làm một số bài tập, để tôi sẽ làm một bài tập nữa nhé, bài tập cuối cùng. Thế có phần này có rất nhiều bài, nhưng mà thôi được, chúng ta cũng rất nhiều bài tập đấy, nhưng mà tôi sẽ chúng ta cùng nhau làm bài tập nữa liên quan đến cái phần là gì. Để tôi đợi một chút nhé, để tôi tìm cái bài tập đó, để tôi tìm cái lời giải, tôi tìm cái bài tập đó, để tôi chúng ta cùng nhau làm một bài nữa thôi. Bạn đợi tôi một chút nhé, để tôi tìm cái bài tập đó nhé. Tôi tìm cái bài tập đó để cùng nhau làm. Đây nhé, bài tập như này nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích và làm cái bài tập này. Để tôi copy để sang cho nó dễ nhé. Đây. Đây một chút. Đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải cái bài này. Đây, chúng ta cùng nhau giải bài toán về số học nhé. Đây, trăm trâu trong cỏ, trâu đứng ăn năm, trâu nằm ăn ba, lũ khụ trâu già, ba con một bó, có bao nhiêu trâu đứng, bao nhiêu trâu nằm, bao nhiêu trâu già. Đây, chúng ta cùng nhau làm nhanh là cùng nhau phân tích và làm cái bài tập này nhé. Nào, chúng ta cùng nhau phân tích nha. Thì tôi phân tích như sau nhé, chúng ta cùng nhau phân tích như thế này. Bây giờ tôi gọi như sau nhỉ? Tôi ký hiệu như sau để ta phân tích nha. Ký hiệu con trâu thì ta đây là T, nhưng mà trâu có ba loại trâu, là trâu đứng, ký hiệu là TD này, trâu đứng này, rồi là trâu gì, trâu nằm, ký hiệu là TN, và trâu già, ký hiệu là TG nhé. Nhưng mà chúng ta cần tìm ba con số này này, là trâu đứng, trâu nằm và trâu già, được chưa? Ba con số đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích chúng ta làm cái gì nhé. Đây. Đây nhé. Thì cái điều là cái thông số đây. Trăm trâu trăm cỏ. Như vậy là có trăm con trâu nhé. Từ cái điều gọi này ta suy ra gì? Suy ra là có thông số là TD cộng với TN cộng với TG. Tổng số ba loại con là bao nhiêu, là 100. Đấy, nó làm cái phương trình.
Được chưa? Bây giờ tiếp theo là chỗ nằm ăn 3. Chỗ nằm ăn 3 tức là gì? Tức là 3 đấy nhé. Châu đứng ăn 5 này. Châu đứng thì là ăn 5 này, ăn 5 bó cỏ này. Châu nằm thì ăn 3 bó cỏ này nhé. Như vậy là gì? Như vậy là cái số châu đứng có 100 châu và 100 cỏ. Về cỏ thì có 100 nhé, cỏ có 100 trong 100 bó cỏ này. Thì châu đứng ăn 5, như vậy là con 5 mỗi con châu đứng là ăn 5 bó cỏ. Như vậy số ăn số châu số cỏ của châu đứng là ăn là 5 nhân với TD, đúng không? Châu nằm ăn 3. Mỗi con châu nằm là ăn 3 bó cỏ, nhưng mà đây là số cỏ ăn của châu nằm. Còn đục của châu già 3 con một bó. Như vậy là một con châu già chỉ ăn được 1/3 con thôi, nhưng mà cộng với gì? Cộng với số châu già mà chia cho 3. Đây là cái số bó cỏ của châu đứng, đây là số bó cỏ của châu nằm, số bó cỏ của châu già cộng lại là bằng 100. Đấy. Vậy suy ra là từ cái bài toán ban đầu này, chúng ta có một cái phương trình là như thế này. Vậy nhớ lại phương trình nhé. Với lại phương trình này. Với lại phương trình của chúng ta là như sau nhỉ, là TD cộng với TN cộng với TG bằng 100. Đồng thời là 5TD cộng với 3TN cộng với TG chia 3 bằng 100. Được chưa? Đó. Bằng 100. Thế bây giờ để cho tiện cho làm như sau nhé. Chúng ta biết đổi một tí thôi. Đây này. Chúng ta có như sau nhé. Tổng bằng này là 100 rồi. Các anh này nhé. Biết làm như sau. Mới đổi các anh là như sau này. Bây giờ. Bây giờ từ một chút nhé. Tôi làm cho thuận tiện nhất nhé. Đây. Bây giờ cái tôi hiệu này là 1 này, cái hiệu này là 2 nhé. Bây giờ 2 này tôi nhân 3 lên. Nhân 3 cả hai vế có nhé. Cái 2 này nhân với 3 cả hai vế. Đã có này. Đã có là 15. Nhân 3 là 15 là TD này cộng với 9 TN đúng không nào, cộng với TG thì bằng 300. Đấy, đúng không nào? Cái 2 này, cái 2 nhân cái 3 là 2 vế ta có. 5 nhân 3 là 15 này, 3 nhân 3 là 9 này, và TG chia 3 nhân 3 là TG này bằng 300. Thì cái này tôi ghi cái này là số 3, là phương trình số 3 đúng không? Đó. Bây giờ tôi làm như sau. Tôi lấy số 3, tôi trừ đi lấy số 3 trừ đi số 1. Lấy cái phương trình số 3 và trừ đi 1 ta có nhé. Bây giờ lấy phương trình số 3 này, ta trừ đi cái 1. Đấy. Chúng ta có như sau nhé. 3 trừ 1 thì 15 TD trừ đi TD chính là bằng là 14 TD. Đấy, phải chứ không cũng đúng làm chút nhé. 9 TN trừ TN sẽ bằng là cộng với 8 TN. Đúng không? Và TG trừ TD là hết. Vậy cái này bằng bao nhiêu? Cái này bằng là 300 trừ 100 còn bằng 200. Đấy.
con tổng hợp đó là cái phương trình này. Bây giờ ta rút gọn, ta chia hai bên làm hai. Ta có này, ta chia hai lại còn là 7 7 TD này cộng với 4 TN này bằng 100. Đấy, tức hiệu này là 4. Đấy chưa? Đấy. Như vậy là được chưa? Như vậy là như vậy đây tôi thành phương trình là đối với TD và TN thôi, còn không có TG. TG sẽ tính đường tính được theo công thức 3 này, đúng không nào? Đấy. Và từ đây chúng ta sẽ làm đấy nhé. Thì làm như sau này, bây giờ chúng ta cần giải cái phương trình là ta giải cái phương trình số 4 thôi. Giải phương trình 4 để tìm được gì? Tìm được là TD và TN. Sau đó chúng ta tính được TG bởi công thức này. Được chưa? Đấy. TG sẽ bằng là 300 trừ 15 TD trừ 9 TN. Đấy, cho thấy nhé. Còn chỗ này tôi phải tính như 4 nhé. Như vậy là cách làm như sau. Cách làm là tính bước 1 là tính nhà TD và TN từ 4, từ phương trình 4. Xong bước 2 là tính TG từ gì? Từ công thức 3. Thế thôi. Bây giờ ta tính em TN như sau nhé. Đây. Cái làm như sau nhé, chúng ta cùng nhau tính toán và này tôi viết để tôi viết. Như vậy là gì? Chúng ta cần giải phương trình 4 trước nhé. Thì cái làm như sau này, chúng ta cùng nhau chú ý này. 7 TD cộng với 4 TN bằng 100. Bằng 100. Đúng không nào? Vậy thế suy ra như sau. Vậy suy ra, là gì? Vậy là 70 TD nhé. 7 TD này. TD sẽ là bằng 100 trừ đi 4 TN. Đúng không nào? Mà 4 TN này là làm là số dương. Vậy suy ra như sau nhé. Vậy suy ra là cái này nó phải nhỏ hơn. Thế nó phải nhỏ hơn là 100 trừ đi 4. Đúng không nào? Trong vì là cái TN lớn hơn bằng 1 mà. 100 trừ đi 4. Cái này bao nhiêu? Cái này là bằng cái này thì bằng bao nhiêu? Cái này thì bằng không cần thiết, thế được. Vậy suy ra là TD sẽ nhỏ hơn là 100 trừ đi 4 tức là chia 7. Đấy. Tức là 96 chia 7. Cái này là bằng 96. 96 chia 7. Có thể cái này suy ra tính cái này bằng bao nhiêu? Cái này nhỏ hơn là 14. Như vậy cái TD là chạy từ suy ra TD và chạy từ 1 cho đến 14 là cùng thôi. Đấy. Được chưa? Đấy. Và chúng ta làm như sau nhé, đây chúng ta cùng nhau. Từ đây suy ra là ta chạy theo TD, sau đó ta tính được TN, sau đó ta tính được TTTG, cái làm như sau. Lấy giải như sau nhé. Lấy giải bằng pseudo code như sau nhé. Đấy. Đầu bài như thế nhé. Chúng ta cho là TD bằng 1. Xong chúng ta lập nhé. Đây. Chúng ta repeat. Repeat cho đến khi nào mà TD lớn hơn 14 thì dừng lại.
nhóm 4 mà repeat cho đến khi nào mà TD vẫn repeat until hay repeat until TD mà lớn 14 thì dừng lại. Đấy, dừng lại nhé. Đấy. Chúng ta kiểm tra như sau này. Chúng ta kiểm tra là nếu chúng ta chú ý nhé. Vì sao như vậy? Bởi vì ở đây này, vì là ta có này điều kiện để tính được TN là như thế này. Điều kiện là như sau. Điều kiện này, điều kiện là cái này này. Đấy. Điều kiện là mà điều kiện để tính được TN là TN sẽ bằng là 100 trừ đi 7 TD phải chia cho 4. Đấy. Kiểm tra nhé. Ở đây kiểm tra là if này. If nhé. If là nếu mà 100 trừ đi 7 TD mà 1 4 bằng 0. Đấy. Nếu như thế thì ta đặt là TN bằng 100 trừ đi 7 TD tất cả chia 4. Đấy. Được chưa? Và tính được TG bằng công thức ở trên đấy. Bằng cái gì nhỉ? Cái TG bằng bằng cái này này. TG là bằng công thức này này. Đây này. 300 trừ đi cái này này, đấy nhá. 300 trừ đi cái này. Đây, chúng ta chú ý nhé, 300 trừ đi 15 TD trừ đi 9 TN. Đấy. 300. Trừ đi trừ đi 15 TD trừ 9 TN. Trừ đi 9 TN. Để chưa vào cục vẫy in ra. Tí nữa này mà cho ta output thôi, cho ta output ra ngoài, chúng ta output, bài này có thể có nhiều nghiệm, output ra ngoài cái bộ là TD, TN và T, chỗ đứng, chỗ nằm và chỗ già, và đây chúng ta sẽ repeat, chúng ta tăng TD lên một đơn vị, cộng 1, đây là dài này. Thấy không nào? Bài này có thể có nhiều nghiệm. Các bạn chú ý nhé. Đấy, như vậy chúng ta thấy này. Được chưa? Đấy. Bài này các bạn về nhà làm nhé. Bên này về nhà làm và kiểm tra có đúng hay không nhé. Vì hôm nay hết giờ rồi, tôi không làm tiếp nữa nhé. Nhưng mà sang phần này nó hơi khó một chút thì các bạn chịu khó nhé. Mà bài tập phần này rất là nhiều đấy. Cho nên là các bạn cùng làm và trên lớp chúng ta cùng trao đổi. Đến buổi sau thì tôi sẽ chuyển sang cái chủ đề khác rồi. Như vậy hai buổi vừa rồi là chúng ta tập trung làm những cái bài mang tính là giải toán. Đã giải toán thì thông thường là những bài giải toán có tính toán học và những bài vẽ hình. Những bài vẽ hình giải toán là những bài mà hay thi ở trong cái cuộc thi hiện nay đấy, cuộc thi tin học trẻ. Còn sang buổi sau tôi sẽ chuyển sang chủ đề thứ hai của cái phần nâng cao là nói về các thiết kế phần mềm. Thì chúng ta thử thiết kế một vài phần mềm đơn giản. Xem như thế nào nhé. Thì năm nay các bạn chú ý, năm nay là thi tin học trẻ, vừa là thi khối A, thi bảng A là thi giải toán, vừa có bảng D1 chính là bảng là phần mềm. Đấy, thì chúng ta chú ý như vậy.
Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Phần vẽ hình này tôi sẽ cho bài tập riêng cho các bạn nhé. Thôi chúng ta nghỉ thôi.